Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Sống Khỏe trên Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, hiện nay trên thế giới có trên 10.000 loài nấm, trong đó có tới hàng trăm loài nấm độc. Rất khó để phân biệt giữa nấm độc và nấm không độc. Nhiều trường hợp phải đi cấp cứu vì ăn phải nấm độc. Ngộ độc nấm nếu không được xử trí đúng và kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng. Theo Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, Việt Nam có khoảng 50-100 loại nấm độc khác nhau. So với các loại ngộ độc khác thì ngộ độc nấm xảy ra ít hơn về số ca, nhưng tỷ lệ tử vong lại rất cao. Hàng năm vào mùa xuân và đầu mùa hè, tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, thường xảy ra các vụ ngộ độc do người dân sử dụng các thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên như nấm độc, hoa quả rừng, cây rừng. Trong đó đã có những trường hợp tử vong. Không ít trường hợp để lại di chứng nặng nề cho những người bị ngộ độc dù đã được cứu chữa kịp thời. Gia đình này thường xuyên lấy nấm rừng về nhà ăn. Sau bữa trưa ăn một loại nấm có màu trắng hái về thì cả nhà bị ngộ độc và hai người được chuyển viện cấp cứu lên bệnh viện Bạch Mai. Loại nấm mà bốn người trong gia đình anh Tần Văn Líu ăn phải là loại nấm cực độc chứa độc tố alatoxin. Đây chỉ là một trong số ít những ca ngộ độc nấm mà bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận. Biểu hiện của ngộ độc nấm xuất hiện muộn, thường sau 12-18 giờ mới bắt đầu buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy. Sau đó các biểu hiện tiêu biến hết khiến bệnh nhân và thầy thuốc hiểu nhầm là bệnh đã khỏi, để lâu sẽ xuất hiện tình trạng viêm gan, người bệnh mê sảng, hôn mê sâu, xuất huyết nhiều nơi, suy đa tạng và thậm chí tử vong. Có những loại nấm rất là độc, trông rất là bắt mắt, trông rất là ngon, lành tính, trắng. Và kể cả với các nhà khoa học, vẫn có thể nhầm lẫn, không thể phân biệt được. Đấy. Và rất đáng tiếc, nhiều trường hợp là tử vong. Thì có thể nói là tỷ lệ tử vong những trường hợp mà ngộ độc nấm độc hiện nay có thể tới đến 50%, đấy. Thậm chí có thể hơn. Đấy. Và việc điều trị rất là tốn kém. Đây là hình ảnh thương tâm tại Bệnh viện Phụ sản Nhi và Bệnh viện Đà Nẵng. Ba người trong một gia đình ngộ độc nấm rừng được đưa từ Quảng Ngãi ra cấp cứu ở hai bệnh viện này đã tử vong. Chỉ vì hái từ rừng một loại nấm màu trắng mọc sau cơn mưa lớn về nấu ăn mà khoảng 12 giờ sau khi ăn loại nấm nói trên, cả hai vợ chồng và con trai xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như tiêu chảy, nôn mửa, được hàng xóm đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng trong tình trạng bị ngộ độc nấm rừng rất nặng. Không ít những vụ ngộ độc thương tâm như thế này vẫn tiếp tục xảy ra. Mới đây tại tỉnh Hòa Bình, một gia đình với 8 người ăn cơm trưa với món canh được chế biến từ nấm hái trên rừng. Sau ăn khoảng 10 đến 12 giờ, 6 người lần lượt có các triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy, người mệt lả. Hai bệnh nhân có triệu chứng nặng nhất được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị, trong đó một bệnh nhân không may diễn biến nặng đã tử vong. Một bệnh nhân hiện tại đã ổn định hơn nhưng vẫn đang phải điều trị và theo dõi tích cực do chức năng gan chưa hồi phục hoàn toàn. 4 bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình sau hơn một tuần điều trị, chăm sóc tích cực đã hồi phục sức khỏe, được xuất viện và tiếp tục theo dõi sức khỏe ở nhà. Rất nhiều bài học thương tâm, tử vong từ nấm đã được cảnh báo, nhưng người dân vẫn vô tư ăn nấm dại. Đặc điểm thì trắng bốp, nhìn non dẻo, mang về ăn xong bị ngộ độc. Từ ngày xưa về thì cái nấm này là tôi thường người cũng ăn, nhưng đến thời điểm này mới biết là ăn là có thể gây chết người, bởi vì nó lẫn lộn rất nhiều độc đấy, nó lại do lại cái này lại lẫn lộn cái kia nó mới thành độc ra. Để phòng chống ngộ độc do nấm độc, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo tuyên truyền người dân tuyệt đối không thu hái, chế biến và ăn nấm mọc hoang dại hình thù lạ, không rõ nguồn gốc, nghi ngờ không bảo đảm an toàn dù chỉ một lần. Phát hiện sớm các triệu chứng ngộ độc liên quan đến việc ăn nấm, buồn nôn, nôn, đau bụng, đau đầu, có biểu hiện trên, gia đình cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời. Cách nhận dạng nấm độc là loại có đủ mũ, phiến, cuống, vòng cuống và bao gốc, bên trong thân cây nấm màu hồng nhạt, mũ màu đỏ có vảy trắng, sợi phát sáng trong đêm.
Hy vọng những nội dung vừa rồi là kiến thức bổ ích giúp quý vị có thể phân biệt được những loại nấm ăn được và không ăn được, biết cách xử trí khi bị ngộ độc nấm. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!